Phật Pháp ứng dụng. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin được đê đầu đảnh lễ Hòa Thượng Viện Chủ Thích Trí Quảng, Giác Linh Hòa Thượng Trụ Trì Thích Nhật Quang cùng toàn thể chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay là buổi học thường kỳ của chúng ta. Lời nói đầu tiên, chúng tôi kính chúc toàn thể quý Phật tử một ngày cuối tuần thật sự an vui hạnh phúc. A Di Đà Phật. Xin thưa toàn thể các vị, hôm nay chúng ta sẽ học tiếp năm nguyên tắc đạo đức của Phật dạy. Tôi đã có dịp chia sẻ với các vị là hai nguyên tắc rồi. Nguyên tắc đạo đức đầu tiên thì tôi chia sẻ tại lớp học chùa Liên Trì, huyện Bình Chánh. Và nguyên tắc đạo đức thứ hai thì lần rồi tôi có chia sẻ với Phật tử tại giảng đường Ấn Quang. Và hôm nay chúng ta tiếp tục chia sẻ một nguyên tắc đạo đức thứ ba. Đây là một trong những nguyên tắc đạo đức mà chúng ta có sự tranh cãi, phân vân nhiều nhất. Đó là nguyên tắc đạo đức thứ ba là giới tà dâm. Xin thưa các vị, những nguyên tắc đạo đức khác, ví dụ như là sát sanh hay là trộm cắp, chúng ta cũng có thể xem nó như có cái gì đó nó ác, nó không được hiền thiện. Nhưng mà khi nhắc đến cái giới tà dâm, tức là nói với đời sống tình dục, thì chúng ta cảm thấy rằng phân vân. Và chúng ta nghĩ điều này dường như Đức Phật có vẻ như cấm đoán như một cái việc gọi là tôn giáo. Và chúng ta cũng cảm nhận rằng là biết bao người trên cuộc đời này, dường như đa phần, hầu như tất cả chúng ta đều có kinh qua đời sống tình dục. Mà thậm chí Đức Phật của chúng ta trước khi đi tu, Ngài cũng trải qua những đời sống tình dục của một người phàm phu bình thường. Và như vậy chúng ta có cảm giác là hiểu và phân vân về điều này với một người học Phật, là một người cư sĩ. Và vì vậy hôm nay trong vấn đề trình bày, tôi muốn trình bày để chia sẻ tương đối cặn kẽ một chút với tất cả các vị, tại sao trong Phật Pháp có điều này, và điều này có phải là một giáo điều, và như vậy chỉ có trong đạo Phật mới nói lên điều này,
Còn trong khi xã hội và một vài khuynh hướng khác, người ta không có đặt nặng vấn đề này. Thì ở đây một trong những vấn đề mà tất cả chúng ta dường như từng trải qua điều đó, nhưng mà chúng ta cũng cảm thấy rằng là chúng ta cũng đâu chết đâu, cũng bình thường mà, Đức Phật nói thế. Nhưng mà dường như người xã hội đâu ai có thể từ bỏ được việc này. Căn bản là như vậy. Khoảng 95-99% là mọi con người đều trải qua đời sống như thế. Vì vậy hôm nay chúng ta tìm hiểu tại sao Đức Phật nói điều này, và chúng ta tìm hiểu một cách chính xác là điều này đối với người cư sĩ hay là tu sĩ nó có cái khác biệt nhau như thế nào, hay là cái này gọi là cái niềm tin hay là cái sự thiêng liêng nó thuộc về tôn giáo. Thì trở lại vấn đề, thì trong năm nguyên tắc đạo đức, thì nguyên tắc đạo đức thứ ba Đức Phật dạy cho người cư sĩ là không được tà dâm. Chữ tà dâm tự thân có nghĩa là tà là không chính đáng. Như vậy quan hệ tình dục không chính đáng, không đứng đắn, không lễ giáo, nó có tính cách vi phạm đạo đức, nó có tính cách là vi hại như thế nào đó, thì cái đó gọi chung là tà dâm. Như vậy trên vấn đề chữ tà dâm nó mang nghĩa là Đức Phật chấp nhận cho chúng ta có đời sống tình dục, nhưng tình dục như thế nào đừng đem đến hậu quả, đừng đem đến khổ đau, đừng đem đến quan trái, và nó có đừng có tính cách lệch lạc trong vấn đề quan hệ tình dục. Cái ý nghĩa của nó là như vậy. Như vậy thì cơ bản nhất chúng ta thấy tà dâm nó bao gồm những cái hành động như thế nào. Bây giờ tôi xin liệt kê một cách cơ bản. Nếu dựa vào chữ tà dâm mà Đức Phật dạy cho một người cư sĩ Phật tử tại gia, thì trong đó chúng ta thấy những hành động quan hệ tình dục trước hôn nhân, quan hệ tình dục ngoài hôn nhân, quan hệ tình dục với những trẻ vị thành niên, hay là quan hệ tình dục mang tính cách là cưỡng dâm, hay là chúng ta có những đời sống tình dục như là kỹ nam hay là kỹ nữ, thì những cách thức quan hệ tình dục này chúng ta được liệt vào cái ý nghĩa là tà dâm. Như vậy nếu một người chưa có kết hôn, chúng ta cũng có thể cho là cái đời sống thử hay là đời sống phương Tây, phương Đông gì đó không biết. Nhưng mà nếu chúng ta chưa được luật pháp công nhận, thì cũng xem ý nghĩa của quan hệ đời sống tình dục trước hôn nhân đó, chúng ta cũng gọi là tà dâm. Bên cạnh đó, ngoại tình cũng là những hành động được gọi là tà dâm. Như vậy thì quan hệ trước hôn nhân, quan hệ ngoài hôn nhân, thì vấn đề ngoài hôn nhân chúng ta xem là những hành động đó thuộc về ngoại tình thì liệt vào gọi là tà dâm. Những người cưỡng dâm nam hay là cưỡng dâm nữ, những hành động cưỡng dâm đó đều gọi là tà dâm, tức là quan hệ tình dục không đúng đắn, quan hệ tình dục sai lầm, quan hệ tình dục đem đến cái hệ quả khổ đau, thì cái đó gọi là tà dâm. Bên cạnh đó, những người làm cái việc kỹ nam hay là kỹ nữ thì cũng gọi là tà dâm theo lời dạy của Đức Phật. Nhưng mà tà dâm đó có tính cách là có những quốc gia người ta tà dâm mà người ta không vi phạm luật pháp. Dù trên thế giới có rất là nhiều nước công nhận thành nghề kỹ nữ xem như là một nghề được luật pháp bảo hộ. Thái Lan, Hà Lan, Mỹ, Úc, nói chung là nhiều nước tình dục thì không vi phạm luật pháp, nhưng chúng ta cũng vẫn xem như là chúng ta vi phạm về tà dâm. Ở đây chúng ta có thừa nhận hay không, nguyên tắc vẫn vậy. Nguyên tắc cho dù chúng ta có chối bỏ, chúng ta có lý luận, chúng ta có cho nó là cái gì, đó là việc của chúng ta. Còn nguyên tắc và ý nghĩa của nó là như thế. Và bên cạnh đó có một cái mà khó nói đó, và dường như là nó không có một cơ sở để chúng ta chia sẻ trong cái thời đại hôm nay đó, đó là đồng tính luyến ái. Đồng tính luyến ái có thể là đồng tính nam và có thể là đồng tính nữ. Đây là một cái việc mà không có đề cập trong kinh điển. Và vì vậy có rất là nhiều người thắc mắc, là hỏi tôi và thậm chí có hỏi rất là nhiều người, nếu một người quan hệ tình dục theo dạng đồng tính thì có phạm tội tà dâm hay không?
Thì ở đây trong một cái bài này tuần tự tôi sẽ chia sẻ rất có thể mang tính cách chủ quan về bản thân tôi. Như chúng ta biết rằng luật pháp ở Việt Nam chưa có thừa nhận cho những người đồng tính được kết hôn, và rất nhiều nước trên thế giới cũng chưa có thừa nhận cho người đồng tính kết hôn. Bên cạnh đó cũng có một số quốc gia thừa nhận kết hôn, và có một vài nơi dù thừa nhận hay không thừa nhận, người ta vẫn tổ chức kết hôn đồng tính tại trên đất nước Việt Nam này. Vừa qua ở Đồng Tháp á, cũng có một cái kết hôn người đồng tính á, mặc dù luật pháp không công nhận nhưng mà người ta vẫn tổ chức. Thì cái đó là tùy cái địa phương hay là cái quan niệm của mọi người, trên cơ bản là như vậy. Và trong nội dung bài này tôi có thể là chia sẻ phân tích sâu sắc hơn một chút để chúng ta thấy rằng tại sao Đức Phật nói về điều đó. Xin thưa thật với các vị, tình dục là một nhu cầu bản năng của con người, phải nói là như vậy. Nhu cầu bản năng, khi nói đến nhu cầu bản năng, nó cũng như bao nhiêu nhu cầu khác, như nhu cầu đói ăn, nhu cầu khát uống, nhu cầu được thở. Nhưng mà nên có một điều, nhu cầu thở, nhu cầu đói ăn, nhu cầu khát uống không có thì chết. Nhưng mà nhu cầu bản năng của tình dục thì không có thì sao? Không có cũng ngất ngư. Hả? Không hả? Xin thưa các vị, tôi nhớ ngày xưa khi giáo sư tiến sĩ Bùi Xuân Oánh, ông dạy về tâm lý học, ông dạy cho cái lớp bồi dưỡng nghiệp vụ trụ trì hay là hoằng pháp gì đó, thì ông có nói rằng á, cái nhu cầu tình dục á, nó cũng như bao nhiêu nhu cầu khác, nhưng mà có cái điều là chúng ta không ăn, không uống, không thở thì chúng ta chết. Nhưng mà chúng ta không có tình dục, chúng ta không chết. Nhưng mà ông nói thêm câu này, mặc dầu không chết nhưng mà dường như nó không bình thường. Vì vậy trong cái bài nói chuyện của ông hôm đó với Tăng Ni, ông nói ông rất quý Tăng Ni. Ông biết rằng đã là bản năng thì con người nào cũng có nhu cầu này, nhưng mà nếu người tu có thể vượt qua được thì ông biết rằng người đó phải có một sự kiềm chế và một cái bản lĩnh nào đó thì người đó mới có thể làm chủ được mình để vượt qua thử thách này. Cho nên ông nói một người Tăng Ni tu hành được, vượt qua được điều đó, dù ông không là Phật tử, ông vẫn kính trọng. Chúng ta thấy cái cách phân tích và cái nhìn của người ta rất rõ. Như vậy thì bây giờ cho dù là Tăng Ni cũng là con người, vậy bản năng của mọi người đều có thì Tăng Ni cũng phải có. Như vậy thì làm sao Tăng Ni có thể vượt được điều này, và tại sao Tăng Ni Đức Phật dạy cần phải vượt qua điều này? Thì đây là cái điều mà chúng ta cần phải để ý. Đức Phật thừa nhận, Đức Phật nói cái sự mãnh liệt của tình dục nơi mỗi con người, nơi mỗi chúng sinh. Đức Phật đã từng nói, nếu trên cuộc đời này có một nhu cầu nào mà nó hấp dẫn ngang bằng với tình dục thì cả trời người này, đệ tử của ta, không có ai có thể thành Phật. Nên nhớ, Đức Phật nói rất rõ là như vậy. Đức Phật từng trải qua đời sống của một người thế tục, Đức Phật hiểu rất rõ về điều này. Như vậy thì Đức Phật đã nói cái câu đó, thì chúng ta thấy rằng là nhu cầu này trên nguyên tắc, nếu mà chúng ta không làm sai, thì là một nhu cầu chính đáng của tất cả mọi con người. Không ai có quyền lên án, không ai quyền kết tội về điều đó. Thực hiện hành vi đó hay không, đó là chuyện của chúng ta. Còn trên nguyên tắc, nếu hợp lệ, hợp pháp, được sự đồng thuận, được luật pháp cho phép, chúng ta không sai, chúng ta được quyền. Đó là một cái điều mà bình thường. Chúng ta không có cái gì để gọi là xa lạ với điều này cả. Và nhất là người thế tục, trong cuộc đời của chúng ta hôm nay, ngày mai, vị thành niên gì đó, chưa có điều đó thì mai này lớn lên ở một mức độ chấp thuận, điều đó cũng là gần hay xa mà thôi. Đây là điều mà tôi muốn mở rộng ra. Cho nên có một cái câu danh ngôn mà triết gia từng nói đó, nếu không có đàn bà thì đàn ông không ngồi ngang hàng với thần thánh. Thì câu này ngày xưa mình nghe mình cũng không có cái suy nghĩ gì lắm, nhưng mà bây giờ mình mới hiểu được rằng là đối với vấn đề tình dục là một rào cản không nhỏ.
Vì vậy người ta nói rằng nếu không có đàn bà, đàn ông không ngồi chung với thần thánh. Có nghĩa rằng nếu những người đàn ông nào vượt qua được sợi tóc của mỹ nhân, vượt qua được rào cản của tình ái, người đó trở thành thần thánh. Như vậy đàn bà là để có thước đo cho cái người có thể là được người ta tôn trọng, quý kính hay là cao thượng hay không. Điều này vô cùng quan trọng. Các vị nên nhớ là như vậy. Trong Kinh Tăng Chi, Đức Phật đã từng nói một câu. Đức Phật nói là: ta không thấy một sắc thinh hương vị xúc pháp nào xâm chiếm và ngự trị được tâm người đàn ông ngoài sắc thinh hương vị xúc pháp của người đàn bà và ngược lại. Như vậy thì ở đây Đức Phật nói ngược lại, có nghĩa là ta không thấy một sắc thinh hương vị xúc pháp nào của người đàn bà bị xâm chiếm và ngự trị ngoài sắc thinh hương vị xúc pháp của người đàn ông. Như vậy thì ở đây Đức Phật nói vậy để chúng ta thấy gì? Trong lời kinh Đức Phật dạy là xâm chiếm ngự trị, có nghĩa là chúng ta hấp dẫn nhau, chúng ta lôi cuốn nhau. Tất cả những điều đó là giữa giới nam và giới nữ, là những cái lôi cuốn mà không có cái gì ngoài. Vậy thì chúng ta nghe qua câu kinh này, chúng ta chưa thấy Đức Phật đề cập đến vấn đề đồng tình luyến ái, đúng không? Trong câu kinh này từ ngàn xưa, một cái bản kinh gốc của Phật giáo. Như vậy thì chúng ta thấy rằng câu kinh này Đức Phật không có nói tới vấn đề đồng tình luyến ái. Như vậy trong luật khi mà Đức Phật dạy về giới dâm dục, Đức Phật cũng có nêu ra là những người huỳnh môn, những người dâm nam, dâm nữ, hay là những người mà gọi là nhị hình. Ở đây có hai dạng: nhị hình và hoàng môn. Hai hạng này không được quyền cho phép xuất gia. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng nhị hình là một bản thân người đó có hai cái bộ phận sinh dục, kể cả nam và cả nữ. Và huỳnh môn là những người có tật nguyền về cơ quan sinh dục. Có thể người đó sinh ra một cái cơ quan sinh dục lệch lạc, hoặc là không có, hoặc là có quá khiêm tốn, hoặc là cái gì đó. Thì cái này được liệt vào cái gọi là huỳnh môn. Hoặc là những người do một cái vấn đề gì đó giải phẫu hoặc là đoạn đi, thì tất cả cái đó đều gọi là huỳnh môn. Như vậy thì những cái người này nếu trước khi xuất gia có những hiện tượng như thế, thì Đức Phật cũng không cho phép những người đã xuất gia. Vậy thì bây giờ từ trong luật đề cập đến kinh điển Đức Phật nói, tôi dường như không thấy Đức Phật đề cập đến đồng tình luyến ái. Tức là không có nói đến quan hệ đồng giới. Cho dù đồng giới là nam hay là đồng giới là nữ. Vậy chúng ta có thể thấy rằng là trong thời kỳ Đức Phật dường như việc này chưa là phổ biến, hoặc có thể đó một cái mức độ nào đó mà dường như là nó chưa đến ảnh hưởng về xã hội. Bây giờ nó mới trở nên là như một cái trào lưu. Trào lưu mà tôi cảm thấy rằng tôi thấy rất là ngỡ ngàng và rất lạ về điều này. Một vài trường hợp tôi nói những cái trường hợp quan hệ như thế tôi cho là bệnh hoạn. Thì một số người thật sự họ có cái bệnh về đồng tính luyến ái, họ nghĩ rằng tôi lên án hay là tôi nói họ bệnh hoạn là không đúng. Ở đây tôi không lên án. Tôi nói bệnh hoạn là những người không có về cái tâm sinh lý đó. Những người không bị cái gen lạc loài đó, mà người ta vì tập quán gì, ăn chơi gì, mua vui gì, hiếu kỳ, người ta biến mình trở thành người như thế, tôi cho đó là bệnh hoạn. Còn những người có gen đúng, cái gen của nó bị lệch lạc về giới tính như thế nào đó, để họ không thể cảm xúc với một người khác giới được, thì cái chuyện đó họ có thể một mức độ nào đó chúng ta xem như là một việc chính đáng. Hợp pháp trên luật pháp thì chưa, nhưng mà về mặt cảm thông, về mặt tình, chúng ta cũng có thể chấp nhận một cách là thầm lặng được. Nhưng mà cái này tôi phân tích sao, tôi không có nói cái đoạn này. Thì sau đó có quên thì các vị nhớ nhắc tôi về điều nào. Tôi thì làm hồi hay lố đà, tôi quên. Xin thưa với các vị, như vậy là trong luật Đức Phật nói là tại gia ngũ giới duy chế tà dâm, xuất gia thập giới toàn đoạn dâm dục. Như vậy người xuất gia bắt đầu thọ giới sa di trở lên thì coi như là giữ giới gọi là dâm dục. Còn người cư sĩ Phật tử thì giữ giới tà dâm, có nghĩa là không quan hệ ngoài tình dục ngoài hôn nhân, không quan hệ tình dục ngoài vợ và chồng,
không quan hệ tình dục một cách bừa bãi, thậm chí không làm nghề kỹ nam kỹ nữ, không cưỡng hiếp nam hay nữ, tất cả những hành động đó đều gọi là tà dâm. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng Đức Phật thừa nhận đời sống tình dục là đời sống hết sức bình thường, không thánh thiện, nhưng mà cũng không có cái gì gọi là xấu xa đê tiện. Chúng ta nhớ kỹ, Đức Phật chưa bao giờ lên án thóa mạ và chỉ trích đời sống tình dục của người cư sĩ nha. Các vị hiểu điều này rất rõ. Đức Phật cũng không cho cái hành động đời sống tình dục là tội lỗi nha. Nhưng Đức Phật nói rất rõ, tất cả những cái này đều có hậu quả, có khổ lị, có quan trái, có khổ đau. Đức Phật nói vậy mà, chứ Đức Phật chưa nói là tội lỗi, mà Đức Phật nói có quan trái, có khổ đau, có hậu quả. À, chúng ta phải để ý rất rõ từng cái lời dạy của Đức Phật. Như vậy thì trên cơ bản người cư sĩ Phật tử được quyền đời sống tình dục với vấn đề là kết hôn. Thì ở đây thật ra mà nói, chúng ta thấy bây giờ những cái mà gọi là tệ nạn về tình dục thì nó dẫy đầy. Tôi nói thẳng với các vị như vậy. Thậm chí những giới trẻ hôm nay tuổi vị thành niên, mà những cái tuổi mà chúng ta xem như là ăn chưa no lo chưa tới, vậy mà chat chít ở trên Facebook gì đó, rồi để làm quen thế này thế kia, 10, 11, 12 tuổi là đã tìm bạn trai quan hệ tình dục rồi. Thậm chí chẳng những một người mà có thể hứa hẹn và đến với rất nhiều người. Cái chuyện vừa rồi xảy ra các vị thấy có đau không? Một cô bé 12 tuổi mà hẹn đã 5-6 chàng trai khác nhau, đều là những người từ hăm mấy đến 30 tuổi, để quan hệ tình dục từ những bãi đất trống cho đến những nơi nhà nghỉ, trong nhiều tình huống khác nhau. Nhưng mà đối với luật pháp Việt Nam, cho dù chủ động là người con gái, thì những người quan hệ tình dục với những người trẻ vị thành niên đều phải ở tù. Đó là nguyên tắc. Bất cứ lý do gì mà hành động đó đều phải ở tù cả. Cho dù là cô bé này mời gọi hay là chủ động tấn công mà thực hiện điều đó cũng vẫn ở tù. Thì đối với luật pháp Việt Nam là như thế. Nhưng cái chúng ta không đề cập đến cái hậu quả đó, mà chúng ta nói ngay cái chỗ là giới trẻ hiện giờ tại sao là như vậy. Và nếu điều đó như vậy, chúng ta xem như những cái người này là phạm tà dâm hết. Như vậy phạm tà dâm ở đây có ý thức hay không, hành động đó vẫn phạm. Trước hết cái tuổi trẻ không ý thức được hành động đó của mình. Và nếu có bất cứ một hậu quả nào, cỡ độ tuổi đó cũng không thể chịu trách nhiệm trước những cái hậu quả đó được. Bởi vì cái độ tuổi chưa trở thành một công dân chính thức thì chưa có thể chịu trách nhiệm hoàn toàn trước hành vi. Như vậy hành vi này xảy ra do quá trình tác động đôi chiều, do phát triển của xã hội, do vấn đề các thông tin bừa bãi, do giới trẻ được tự do lên trên mạng internet tìm hiểu bằng nhiều thứ, mà giới trẻ đang bị mất phương hướng về đời sống của chính mình. Cha mẹ là lo kiếm tiền, lo kinh tế, quên để ý tới các con. Và vì vậy hậu quả của giới trẻ này, nếu sau này nó trở thành một người lớn, cái nhìn của nó về đời sống tình dục như thế nào, cái nhìn của nó về nhân phẩm đạo đức của con người như thế nào, và cách trách nhiệm về bản thân nó như thế nào, và tương lai sự nghiệp con người nó như thế nào, tâm hồn của nó bị tổn thương như thế nào, các vị thấy đó là cả một điều nguy hiểm. Hệ quả đó mà chúng ta liệt vào gọi là tà dâm, tức là tạo những hậu quả. Vậy là bất cứ một hành vi nào quan hệ tình dục thuộc về tà dâm đều để lại hậu quả cả. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Hậu quả của quan hệ tình dục mà ngoài hôn nhân hay là rơi vào trong tà dâm là điều mà nổi cộm nhất trong xã hội hiện nay. Có thể tôi cho là ngoại tình nó đang phổ biến rầm rộ đó. Có thể những người làm việc mà kỹ nam kỹ nữ nó rất là phổ biến hiện bây giờ đó. Nhưng mà trên nguyên tắc, hậu quả của những hành động này là nó đang gây báo động. Cái chuyện như thế nào tôi sẽ nói về cái phần là hậu quả của những việc mà quan hệ tình dục ngoài hôn nhân. Còn trước mắt chúng tôi muốn nói là tại sao Đức Phật thừa nhận cái đời sống tình dục cho người cư sĩ. Điều đó là điều đương nhiên. Bởi vì người cư sĩ không có nguyện về đời sống giải thoát. Các vị hiểu điều này rất rõ nha. Người cư sĩ nguyện sống một cuộc đời của một người có đạo đức thế gian.
để trở thành một người cư sĩ, một người Phật tử, một người công dân tốt giữa cuộc đời, để có chén cơm manh áo, có đời sống lành mạnh, có gia đình hạnh phúc, con ngoan trò giỏi, sống trong điều kiện như vậy, cái đó gọi là đời sống thế gian. Như vậy thì người này không có cái nguyện vọng giải thoát, người này không có nguyện vọng về Niết Bàn, người này không có nguyện vọng thành Phật, người này không có nguyện vọng thành A-la-hán. Thì người này đã không có nguyện vọng như vậy thì không có một lý do nào ràng buộc người ta. Ví dụ bây giờ một người không có học, là một cái người bên ngoài đi rong, thì nhà trường có quyền buộc những người đó không? Không có quyền. Tôi đâu có học đâu, tôi đâu có muốn vô trường đâu, tôi muốn là người tự do. Vậy thì nếu là người tự do, người không cần trường lớp, người không cần văn bằng, người không cần kiến thức, đó là quyền của mọi người. Trường lớp không có quyền ràng buộc và đưa ra tiêu chuẩn gì cả. Nhưng mà nếu là người xuất gia thì có. Nếu xuất gia vì lý tưởng giải thoát, vì muốn chấm dứt sanh tử, vì không muốn ràng buộc trong dòng luân hồi tái sanh, người này muốn vượt ra khỏi tam giới, thì dâm dục là một trong những sợi dây ràng buộc lớn nhất trong cuộc đời. Vì đó là nhân tố tái sinh. Nó không lỗi, không phải, không đúng, không sai, nhưng nó là nhân tố tái sinh. Và vì vậy, người cư sĩ đâu có nguyện ra tam giới, đâu có nguyện thành Phật, đâu có nguyện chứng đắc A-la-hán, mà người cư sĩ nguyện sống trong luân hồi nhưng tìm đạo đức và hạnh phúc tương đối trong cuộc đời. Vì vậy người này không có lỗi trong đời sống tình dục. Vậy thì đời sống tình dục là nhân tố luân hồi. Cho nên bao giờ người cư sĩ muốn tu tập để giải thoát, để thành Phật, để Niết Bàn, để về cực lạc, thì đời sống tình dục phải hạn chế, và thậm chí đến chỗ là phải cắt đứt. Điều đó là một nguyên tắc. Cư sĩ muốn giải thoát hay là tu sĩ muốn giải thoát đều phải như thế cả, là một quy luật chung. Khi anh muốn bước vào điều đó, đương nhiên là như vậy. Không thể nào vừa muốn lội ngược dòng mà vừa đeo đá được à. Vừa đeo đá mà vừa nói con muốn lội ngược dòng, sao lội được à. Cho nên ở đây, muốn xuôi dòng thì chúng ta có quyền, còn nếu muốn ngược dòng, nó phải có những cái cách để mà đi ngược dòng. Điều này không đúng sai phải trái gì trên nguyên tắc hết. Vậy thì ở đây chúng ta hiểu rất rõ, sở dĩ Đức Phật cấm tà dâm với người Phật tử là tại vì cái hậu quả của nó để lại quá lớn. Chúng ta phải thấy rất rõ như vậy. Hậu quả của ngoại tình nè, hậu quả của cưỡng hiếp nè, hậu quả của quan hệ tình dục trước hôn nhân nè, là để lại một hậu quả rất lớn cho cá nhân cũng như tập thể. Chúng ta phải hiểu rất rõ là như vậy. Vậy thì ở đây chúng ta thấy điều gì? Những quan trái mà những gia đình đã có cái vấn đề ngoại tình gây ra, thì ở đây chúng ta thấy gia đình không hạnh phúc. Tức là hậu quả của nó cơ bản là đổ vỡ hạnh phúc gia đình, làm đau khổ một người mình cùng chung sống, rồi làm mất lòng tin nhau của những người cùng chung sống. Tất cả những cái này là hậu quả lớn nhất. Và như vậy, nếu một người mình cùng chung sống mà mình bị đau khổ, mình bị mất lòng tin, mình bị tan nát hạnh phúc gia đình, thì cái đó mới là quan trái, mới là khổ lụy. Xin thưa thật với các vị, đời sống tình dục nếu sống có trách nhiệm, nó vẫn có khổ đau, nhưng mà mức độ khổ đau và quan trái của nó chưa có nguy hiểm và ghê gớm như là chúng ta ngoại tình hay là hành động những chuyện tà dâm. Các vị phải để ý rất rõ là như vậy. Tại vì chúng ta có đời sống ái tình, chúng ta mới có ghen tuông. Chúng ta có đời sống ái tình, chúng ta mới có thù hận. Chúng ta sống trong ái tình cho nên chúng ta mới sợ được sợ mất. Và chúng ta sống trong ái tình cho nên chúng ta mới khổ đau. Các vị nên nhớ là như vậy. Vì vậy, nếu bản chất của ái tình đem đến nhiều quan trái và khổ đau như vậy, cho dù hành động của chúng ta là được chấp thuận, được chính đáng, còn nếu ngoài những hành động được chấp thuận, ngoài những hành động chính đáng, thì quan trái và khổ lụy của nó còn ghê gớm hơn biết bao nhiêu điều nữa. Cho nên chúng ta thấy rằng đời sống của một tu sĩ nếu muốn giải thoát thì phải chấm dứt điều này, bởi vì nó là một cái điều làm bận lòng nhiều nhất. Nếu chúng ta còn dương vấn với nó, nếu chúng ta còn dính líu với nó, thì chúng ta sẽ bận lòng. Mà nếu bận lòng thì cái mức độ tu tập chúng ta không tốt và chúng ta không giải thoát được. Đương nhiên là như vậy. Cho nên chúng ta phải chấm dứt nó bằng cách gì đó không biết.
từ những sự kiềm chế, rồi sau đó có tính cách là từ bỏ. Cái việc đó là tùy đạo lực của mỗi người xuất gia. Chúng ta phải thấy rất rõ là như vậy. Cái mức độ kiềm chế tình dục trong đời sống người xuất gia, nó không phải là mang cái nghĩa ức chế. Nếu một người tu sĩ mà ức chế trọn đời về đời sống tình dục thì người đó cũng không giải thoát. Chắc chắn là như vậy. Các vị nhớ, giải thoát phải từ tâm, chứ không phải giải thoát bằng cách là bản thân có thể không vi phạm về giới dâm, nhưng mà tâm hồn bị dính mắc với dâm dục, tâm hồn bị dính mắc với những người khác phái, tâm hồn bị dao động với điều đó, thì người đó có chết 8 lần đi chăng nữa cũng không thể giải thoát. Điều này là điều chắc chắn. Như vậy, ngăn trừ hay là chấm dứt hay là để kiềm chế là để chi vậy? Để hạn chế sự chi phối của nó và để đưa đến cái sự tịnh lạc của tâm hồn, thì người đó bắt đầu, đó là nền tảng của giải thoát. Cho nên tôi cảm thấy rằng nếu một người tu, sự kiềm chế về đời sống tình dục nó cũng giống như chúng ta uống một cái cây vậy đó. Chúng ta bẻ một cọng sắt, chúng ta quấn, chúng ta uống một cái cây. Các vị ở đây có ai cũng uống cây bonsai chưa? Và nếu chúng ta uống cây bonsai, ở ban đầu chúng ta có ức chế không? Có, đúng không? Chúng ta phải bẻ nó theo cái chiều của cây sắt, theo nguyện vọng của chúng ta. Nhưng mà nếu suốt đời cái cây này bẻ mà gọi là tới sau này mở ra nó cũng thẳng băng nữa thì sao? Thì đâu có giá trị gì đâu. Cho nên ở ban đầu phải ức chế cái cây đó, phải bẻ, phải uống. Và lâu ngày cái nó được thuần quá lần, có phải không? Và tới một thời điểm nào đó thì chúng ta không cần cây sắt mà bẻ nữa, thì buông ra nó vẫn có hình dáng của một cây bonsai mà ta đã từng uống. Thì cái mức độ gọi là người ban đầu kiềm chế tình dục với đời sống tu hành nó cũng giống như vậy. Ức chế ban đầu nhưng mà để đi đến cái chỗ là từ từ xem nhẹ và từ từ vượt qua được sự cám dỗ nó, thì đó mới là nền tảng cho sự giải thoát và an lạc và tránh đi sự ràng buộc. Nhưng mà nếu còn người này có thể bản thân không vi phạm về điều đó nhưng mà tâm luôn bị chi phối, người này cũng không có đời sống hạnh phúc, an lạc và giải thoát thật sự từ những hành động kiềm chế này. Có thể chúng ta không phạm giới tướng nhưng mà tánh giới chúng ta tan nát hết. Và như vậy tánh giới đã tan nát thì mức độ giải thoát cũng không thể có được. Chúng ta không thể làm một hình thức được. Cho nên Đức Phật dạy rất là kỹ về điều này. Nó không có cái gì gọi là bí mật cả. Nó là một sự thật của con người. Nó là một cái điều mà hiển nhiên. Thực hiện được điều này anh vượt qua được như thế, không thực hiện được điều này anh ở lại bên đây. Đó là một nguyên tắc. Đức Phật không xem đó là một cái gì để gọi là nhục nhã, đúng sai phải trái gì đó. Được thì tuyệt vời. Và vì vậy cái mức độ để được đó là những cái con người mà vượt thoát khỏi trầm luân phiền não luân hồi là những cái số lượng người đếm trên ngón tay. Phải nói là như vậy. Có thể người trọn đời người ta không vi phạm nhưng mà tâm hồn vẫn dính mắc với điều đó cũng chưa phải là mức độ giải thoát. Các vị có thể xem lại cái bài giảng tôi giảng là tu thân và tu tâm. Tôi có phân tích trong bài giảng này tương đối kỹ về điều đó. Các vị có thể nghe lại. Như vậy thì hậu quả của việc mà ngoại tình hay là tà dâm để lại một hậu quả vô cùng lớn. Và tôi nói cái hậu quả này thì tôi mới phân tích được cái chuyện của đồng tình liên ái. Tôi phải dẫn chứng ra được điều đó chứ. Phải lấy cái hậu quả để mà đọa ra. Chứ bây giờ lời Phật dạy Phật không nói trong này. Phật không có đề cập đến bất cứ một điều gì trong kinh điển về chuyện đó hết á. Nhưng mà bây giờ cái xã hội hiện nay nó đang là như vậy. Chúng ta cũng cần thiết phải có một giải mã, phải có một lời lên tiếng góp phần xây dựng để hạn chế đi những cái tệ nạn mà gây ra những quan trái đau thương đáng tiếc trong xã hội này. Người Phật tử cần phải hiểu rất rõ. Xin thưa các vị, cách nay không lâu tôi có đọc một cái câu chuyện trên báo. Đó là ở cái Phụng Hiệp. Thì cái việc này nó là hai vợ chồng anh này thì có một cái người em mà bà con cũng gần nhà qua lại. Thì hai vợ chồng cái vị này đó thì cũng có hai đứa con cũng lớn rồi đó. Thì có một cái người em bà con lên chơi thường xuyên như vậy đó. Thì một thời gian sau thì sao mà cái vợ của anh này và cái người em bà con đó yêu nhau và họ có những cái quan hệ ngoại tình. Thì thật ra mà nói, quan hệ ngoại tình là một sai lầm. Nhưng mà hai người lại muốn được tự do. Cho nên một trong hai người đề nghị là nên giết chết cái người chồng của cô này.
Đó là bắt đầu mới dẫn đến từ quan trái nhỏ mới dẫn đến quan trái lớn. Thì thật ra mà nói, kế hoạch đã được lên, cái câu chuyện rất dài, nhưng mà tôi kể ngắn thôi. Khi mà lên kế hoạch thì cái người vợ á, đồng ý về cái việc này, cũng muốn mình được tự do với người em bà con, em họ đó. Cho nên là cái người kia mới đề nghị là trong một buổi chiều nọ hãy kêu là anh này đi đám cưới đi. Và nghĩ rằng anh ta đi đám cưới thì anh ta sẽ uống rượu và về nhà thì dễ ra tay hơn. Cho nên chiều hôm đó anh ta đi đám cưới, thì ở nhà hai người này bắt đầu lên kế hoạch. Người em họ này mới đi ra ngoài chợ mua 2 mét mấy thước dây dù à. Còn người vợ ở nhà thì chuẩn bị vài bao đá và chuẩn bị thuốc mê. Xin thưa các vị, thì nói chung đã chuốc mê một lần rồi mà không thành, hôm nay chuốc lại, thì cô này mới bỏ thuốc mê trong cái ly trà bí đao đưa cho chồng uống. Thì chồng không uống thì cô ta mới đưa cho hai đứa con uống, để nghĩ rằng hai đứa con nên ngủ để dễ dàng làm cái việc này. Thì anh ta cũng uống rượu, cho nên khi về mặc dầu không uống thuốc ngủ nhưng mà ngủ rất là say. Thì khi anh này ngủ say, cô này ra mở cửa cho nhân tình vào, và cô này hỏi là lần cuối cùng là có làm không. Thì cái người nhân tình mới nói là làm chứ, tức là hành động về việc giết người đó. Thì rồi cuối cùng là cái người này hỗ trợ cho nhân tình của mình là vô là dùng dây để xiết cổ chết người chồng mình. Sau khi xiết cổ chết người chồng mình rồi đó, thì bỏ vào bao và anh ta dùng dây đó quấn lại toàn bộ, và hai người mới mang xuống xuồng. Và bên cạnh đó cô đã chuẩn bị sẵn các bao đá và mới cuột đá vô trong cái thân thể này, và từ dường như Phụng Hiệp mà chở sâu vô trong sông chợ Bún Tàu. Là tôi nhớ không lầm, bởi vì cái con đường sông đó là con đường mà xưa kia tôi từng đi bán gạo, mà là con đường mà chiếc chiếu Cà Mau cái gì đó của Úc Trợ Hôn, mà con đường tôi đi quen thuộc, cho nên nói là tôi nhớ ngay. Vì quê ngoại tôi ở Bún Tàu à, Bún Tàu Phụng Hiệp chứ không phải Vũng Tàu mé biển nha. Thành ra khi nói tới đoạn sông đó là tôi biết ngay, một đoạn sông rất là thẳng. Tại vì đó là một con kênh đào ngày xưa, cho nên rất là thẳng. Các vị nhìn thấy múc mùa của một con sông, không có eo, không có quẹo gì hết, rất là đẹp, rất là nên thơ. Nhưng mà quê hương ngoại ngày xưa nghèo, rất nghèo. Xin thưa các vị như vậy, thì tôi nói với các vị, khi mà đem ra một đoạn đường sông rất là xa, bắt đầu mới neo đá, mới thả xuống nước. Thả trong đêm rồi mới về. Chính cái người vợ của người đã chết đó, nấu một gói mì cho tình nhân ăn, và hai người làm tình tại ngay cái giường mà vừa giết cái người đó. Coi như là kể lại đầy đủ cái câu chuyện nó như vậy. Và sau này phát hiện được ra, làm sao che giấu được sự thật đó. Thì câu chuyện quanh co dài dòng, nhưng tôi chỉ nói là kết cục của nó thôi, là người vợ ở tù chung thân và người tình thì bị tử hình. Như vậy hành vi ngoại tình, hành vi phạm tà dâm, nó đem đến những quan trái và hệ lụy đau thương như thế. Từ ban đầu không ai nghĩ giết ai cả, cô này cũng không nghĩ giết chồng, mà người em họ này cũng không nghĩ giết anh mình. Nhưng mà vì đâu? Vì khi bị say mê về tình ái, bị lôi cuốn bởi tình dục mà thiếu kiểm soát, thiếu đạo đức, thiếu kiềm chế, và bên cạnh đó phải nói là thiếu vắng đi lời Phật dạy. Cho nên mù quáng bất kể chết, chiều theo bản năng của con người mình mà không có kiểm soát. Và chính vì vậy đã đem đến một hậu quả vô cùng lớn. Như vậy thì ở đây Đức Phật dạy cái điều là ngăn đi những hậu quả này, chứ đừng nói đó là tôn giáo. Các vị nhìn thấy hàng ngày trên các trang báo, giết nhau, chém nhau, đâm nhau, xử sự giang hồ với nhau. Từ đâu? Từ ghen tuông, thù hận, tất cả mọi thứ mà ra chứ gì. Trừ những hành động ngoại tình, những hành động mà quan hệ tình dục một cách lăng nhăng,
và nó đem đến những cái sự quan trái đó chứ gì. Và Đức Phật nhằm ngăn đi cái sự quan trái đó. Đức Phật thừa nhận đó là đời sống bản năng, nhưng bản năng này phải được sự kiểm soát, phải đạo đức, phải được ràng buộc, phải được sự chăm sóc. Nếu bản năng này không có được kiểm soát, chăm sóc tất cả mọi thứ, chúng ta sống như thú già. Mà con thú cũng còn nguy hiểm nữa. Các vị có thấy một bầy chó không? Nó quan hệ tình dục một cách bừa bãi, một đám đó nó vô nó cắn tơi bời hết trơn hết trọi. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng nó không có luật pháp, nó cũng không phải là một con người để có đạo đức, nó cũng không có luân thường đạo lý. Thì cái chuyện bừa bãi của những loài cầm thú súc sinh là chệ nó. Nhưng mà nếu con người chúng ta không có đạo đức, không có luật pháp, không có sự ràng buộc, không có tư duy, không có ý thức, tất cả chúng ta thành một cái bầy hỗn độn như vậy. Tôi có xem một cái đoạn clip mà ở ta quay cái cảnh dưới biển, là những cái con ba ba đó, các vị biết không? Ba ba thường thường nó lội không có lẹ, mà nếu nó đã khi nó có bạn tình rồi đó thì nó lội còn chậm hơn nữa. Mà các vị biết chính vì chỗ đó đó, mỗi một lần mà xảy ra cái chuyện mà cái mùa mà động tình của các loài ba ba đó, thì các vị biết nó quay quần một đám như vậy nè. Và chính vì chỗ đó, những con mà có bạn tình được và những con không được á, nó cắn cứ bằng tơi bời hết, nó cắn rụng ngoe rụng càng, nó cắn các cái bộ phận của cơ thể tan nát hết như vậy, rất có thể đem đến cái chết của một cái con mà con cái hay là con đực đó. Tại vì nó cắn đại vậy nè, nó không có cảm nhận gì hết. Vậy thì ở đây chúng ta thấy cái gì? Nếu chúng ta không có ranh giới về đạo đức, nếu chúng ta không có lời Phật dạy, nếu chúng ta không có luật pháp can thiệp, thì cái mức độ mà bản năng con người chúng ta sẽ đi đến những cái chỗ hỗn độn, và chúng ta làm khổ nhau thê lương ghê gớm như vậy. Con người chúng ta có tư duy ý thức, cho nên cái vấn đề tính toán trong các việc chúng ta còn ghê gớm hơn nữa, chứ không phải là chuyện bình thường. Cho nên quan trái này là cái những cái chuyện mà gọi là chúng ta không đủ giấy mực nào để ghi hết những điều quan trái của vấn đề ngoại tình hay là về tình ái trong cuộc đời này. Trên đời này nó có chỉ hai việc: tiền, tình và dẫn đến tù tội, bốn chữ T đó. Mà hai chữ T đầu là nhân đó, hai chữ T sau là quả. Cho nên giờ trên cơ bản chỉ có hai chữ T thôi: tiền, tình đó. Còn cái quả gọi là tù tội. Chính xác. Thậm chí là tử hình luôn mà. Như vậy một cái hành động về ngoại tình hay là về quan hệ tình dục với một ai đó, hành động này không gọi là tử hình, nhưng mà hành động này nó mới dẫn đến vô vàn hành động khác. Ví dụ chúng ta vi phạm cái luật về cái vấn đề gọi là cưỡng hiếp đi. Về vấn đề cưỡng hiếp thì ở tù thôi chứ không có tử hình. Nhưng mà những người khi cưỡng hiếp rồi sợ bại lộ, cho nên giết luôn những trẻ thơ mà mình cưỡng hiếp. Đó, tức là cái mức độ gọi là lấn dần tội phạm từ chỗ đó, là các vị thấy nó như vậy. Đức Phật ngăn là ngăn ở chỗ là đừng để con người ta phải lấn dần vào trong tội phạm một cách mà đáng thương như vậy. Vậy thì có một câu chuyện này các vị thấy rằng cũng là chuyện ngoại tình. Ông này có hai đứa con, người vợ thì lao động ở nước ngoài, và người vợ á, là nhịn ăn nhịn mặc để dành dụm tiền bạc gửi về cho chồng mình nuôi hai đứa con. Ông này ở nhà thay vì lấy tiền đó để nuôi con, nhưng ngược lại ông lại lấy tiền đó để nuôi nhân tình. Nhân tình này cũng chẳng phải là một người tốt lành gì. Nhân tình này là cái người chê chồng mình và cảm thấy là cần có một đồng tiền khác để hưởng thụ, cho nên tìm cách là chối bỏ chồng mình và đi quan hệ với ông này, trong khi mình với chồng mình cũng vẫn có con riêng. Nhưng sau thời gian đến với ông này, thấy ông này cạn kiệt tiền bạc mọi thứ, cô này mới gặp một người khác tốt hơn, cho nên mới lấy lý do là hai người sống không hợp cho nên chia tay. Và nếu mà chia tay do không hợp là chuyện bình thường, nhưng mà do chia tay không hợp là lý do để mà nói chia tay thôi, còn thực tế là đã tìm được một nhân tình khác. Ông này biết rằng mình bị lừa dối trong tình cảm, cho nên ông ta rất là ức. Ông ta đi mua một can axit luôn. Bình thường mua một ca, còn ông này mua một can luôn. Và ông ta mua một can axit để ông ta canh me về người gạt tình mình. Xin thưa với các vị, khi mà cô này đến với một người khác ở trong một nhà trọ, ông ta biết được, và ông ta đem nguyên cái can đó, ông ta tấn công,
ông ta đổ hết lên hai người đó. Thì cái người ngoại tình đó đó, do quá nặng cho nên là chết sau đó không lâu. Còn cái người đàn ông kia thì cũng bị phỏng nặng, mắt thì tét hết rồi, tai hay là mọi thứ thịt đồ nó khuyết hết, nói chung là trở thành một con người tàn phế thương tật suốt đời. Rồi còn lại ông này thì lại ở tù chung thân, bỏ lại hai đứa con. Vợ sau đó chán nản chồng, cũng không về nước nữa và lập gia đình ở nước ngoài. Đứa con trở nên bơ vơ. Ông bị tàn phế cũng có con riêng, giờ đây cha tàn phế không ai nuôi, tất cả những đứa con cùng với mẹ tự đùm bọc với nhau. Rồi bên này thì con này có cha mà cha ở tù chung thân, không làm gì được. Như vậy thì tôi nói với các vị, tà dâm á, mà nó gây ra như vậy. Cho nên Đức Phật không cấm liên hệ tình dục với mọi người, nhưng mà sở dĩ đưa ra vấn đề cấm là gì? Cái tính chất của hành động đem đến hậu quả đó, đem đến hậu quả giết người, đem đến hậu quả tan nhà nát cửa, đem đến hậu quả gọi là ly tán, đem đến hậu quả mất nhân tính đạo đức, làm rối loạn trật tự xã hội, bỏ đi những cái thế hệ tương lai một cách bơ vơ, không chỗ đương tựa. Và thậm chí chúng có thể sau này trở thành những người mà gọi là vi phạm luật pháp nguy hiểm, vì không có ai kiềm chế, không có ai dạy dỗ. Vậy thì chúng ta thấy rất rõ về hành động đó. Vậy thì tình dục nó đem đến những cái hậu quả như vậy. Mà tình dục ở đây là tà dâm, mà đa phần là tà dâm mới có hậu quả ghê gớm như vậy. Chứ còn nếu trên cơ bản giữa vợ chồng, nếu chúng ta sống thủy chung với nhau, thậm chí giận nhau cũng có đánh lộn, đập lộn nhau đó, nhưng mà chưa có nguy hiểm ghê gớm như vậy. Ví dụ như giận nhau thì đập nhau đã giận thôi, nhưng mà ghen á, cái máu ghen của con người là cái mà nói chung là để dẫn đến cho con người gọi là giết người dễ nhất. Tức là cái máu ghen, không biết mỗi người có ghen như thế nào, nhưng mà tôi đọc tôi thấy nó như vậy đó. Không biết ở đây ai có ghen mà động trời chưa? Các vị ở đây có cảm giác ghen thế nào không? Ai đứng lên giải thích cái ghen, cái máu ghen mà nó làm cho mình đau khổ tất cả nào, nói người coi. Ở đây ai từng bị ghen đâu, đưa tay lên coi. Các vị sống tốt dữ vậy đó hả? Trong hội trường này không ai bị chuyện ghen hết trơn hả? Các vị giỏi. Như vậy thì tôi nói cái gì? Liên hệ đến một điều nữa là những người mà gọi là ngoại tình ở đây là có những người làm hành động tà dâm là bán hoa, hay là gọi là kỹ nam hay là kỹ nữ. Xưa nay cái từ kỹ nữ chúng ta nghe quen rồi, nhưng mà trong một thời đại xã hội mới nó lại phát sinh thêm là kỹ nam nữa. Và như vậy cái lỗi ở đây là trong khi Đức Phật đề cập là cái gì? Do vấn đề nhu cầu tình dục và vấn đề là muốn lợi dụng trong hành động này để mà có cái nhu cầu về vấn đề tiền bạc, cho nên chính cái hành động này phá hoại tan nát hạnh phúc không biết bao nhiêu gia đình. Cái đó mới gọi là nguy hiểm. Còn trên mức độ gọi là không ảnh hưởng gì đến vấn đề đời sống cá nhân thì cũng có sai, nhưng mà ở mức một mức độ nào đó chưa đáng kể. Nhưng mà có người lợi dụng cái điều đó để phá nát hạnh phúc gia đình và làm đau khổ rất nhiều người, cái đó gọi là nguy hiểm. Vậy là cái hệ quả của những hành động gọi là ngoại tình hay là bán dâm hay là tất cả mọi thứ trong lời Phật dạy gọi là tà dâm, tức là dâm dục không đoan chánh, không đúng đắn. Vậy thì dựa vào cái hệ quả này, chúng ta có thể suy ra về cái việc của đồng tình luyến ái. Như vậy ở đây đồng tình luyến ái theo các vị nghĩ có phạm tà dâm không? Hả? Ai nói đồng tình luyến ái phạm tà dâm đâu, đưa tay lên thầy coi. Một người, hai người, ba người, bốn, năm người. Ít vậy. Rồi bây giờ ai nói là đồng tình luyến ái không phạm tà dâm đâu, đưa tay lên coi. Rồi những người không đưa tay là cái gì? Hả? Cái này là không đưa tay là ăn gian. Xin thưa thật với các vị, hôm nay tôi nói điều này nó cũng mang tính cách là rất là chủ quan. Luật chưa mở, cũng chưa có một cái việc gì hết á,
thật ra mà nói cũng chưa có đề cập đến trong kinh điển sách vở, và cũng chưa trở thành một quy chế gì cả. Và thậm chí luật pháp Việt Nam chưa cho phép kết hôn với những người đồng giới. Nói đại khái là như vậy. Nhưng mà nó vẫn có xảy ra cái kết hôn đồng giới, và thậm chí không kết hôn nhưng người ta vẫn có sống đồng giới như là vợ và chồng. Có thể một trong hai người đồng giới nhưng mà người ta đóng vai. Người ta đồng là con gái nhưng mà người ta đóng vai một người là con trai, một người con gái. Rồi có thể đồng giới là con trai nhưng mà trong đó vẫn là một người đóng vai con trai, một người đóng vai con gái. Tôi có hỏi cái này rất là kỹ. Tôi muốn trao đổi, tôi thì tìm hiểu sự thật về điều này. Và tôi hỏi với các vị đó là thật tình mà nói là các vị từ nhỏ đến lớn như thế. Và thật tình bây giờ nếu một người con trai, các vị nhìn thấy một người con gái, cho dù nhìn với tính cách là kín đáo hay là hở hang, các vị có bị động lòng hay không? Hay là thậm chí các vị có thể nắm tay, các vị có thể ôm người đó, các vị có cảm xúc hay không? Thì họ nói là thật tình mà nói, bản thân họ không bao giờ có cảm xúc với người khác phái. Họ nói một cách gọi là thật lòng là như vậy. Còn họ đi chơi là vì vui thì họ cứ chơi qua chơi lại vui thôi. Còn để gọi là yêu hay là cảm xúc, không bao giờ có cảm xúc với người khác phái. Họ nói một cách chân thành mà. Cho nên bây giờ có kêu họ cưới cách mấy, bây giờ ép buộc quá họ cưới họ cũng bỏ thôi. Và họ cưới là cưới nhưng mà không bao giờ họ sống được. Họ không bao giờ làm chuyện đó được với một người nằm khác phái. Và họ nói rằng là thật sự buộc họ mà quan hệ tình dục với người khác phái, họ cảm thấy muốn ói mửa, cũng như một người mà không bị cái mà gọi là đồng tính luyến ái á, đến với một cái người mà gọi là đồng phái vậy đó. Cho nên đối với họ, người khác phái là họ rất là gớm, kêu họ ôm ấp hay là gần gũi này kia ra, họ nói họ tởm lắm, họ gớm lắm, họ ủa lắm, họ không có làm được. Cái này là những người đó họ tự nói, mình nghe như vậy. Tôi nghĩ mình hình dung mình không hiểu được cái họ nói, nhưng mà họ nói mình nghe. Xin thưa thật với các vị, như vậy thì về vấn đề này tôi trao đổi cũng nhiều, và tôi tìm hiểu một số sách về vấn đề đó, thì tôi thấy là như vậy. Một số người đồng tính nó mang tính cách là nó không phải là một cái bệnh, mà nó sinh ra nó có một cái tính cách lệch gen. Và vì vậy cho nên cái giới tính của nó đó, nó mang tính cách là nó chỉ yêu những người đồng giới mà nó không yêu được người khác giới. Có nghĩa là bẩm sinh là từ sinh ra do cái tính cách lệch lạc gì đó, mà các cái nhà khoa học, y học họ phân tích là họ có những từ ngữ chuyên môn, nhưng mà tôi không có nhớ hết được những cái điều đó. Nhưng tôi chỉ biết đại khái là việc này nó từ trong máu, trong huyết, trong gen, trong sinh lý học họ có ra. Chứ họ không phải là do tập quán xã hội, do nhiễm gì hết. Mà những người thuộc về dạng đó, tôi nghĩ nên cho họ kết hôn. Đối với tôi là như vậy. Tôi xem như là họ không có vi phạm về vấn đề tà dâm. Nhưng nếu họ đã kết hôn mà họ lại đi quan hệ với một cái người đồng giới hoặc khác giới khác, thì cái này phải xử theo luật định, là họ cũng vi phạm đến đời sống hôn nhân, và họ làm đau khổ người mình chung sống. Và những người đã có cái mối quan hệ tình tay 3, tay 2, tay 5, tay 4 gì đó, đối với những người đồng giới đều có những hậu quả đáng tiếc như những người ngoại tình khác. Những người ngoại tình khác giới đem đến hậu quả thế nào thì những người ngoại tình đồng giới cũng đem đến hậu quả thê lương không kém. Và nếu đã đem đến hậu quả thê lương không kém thì việc này xem như là có thể chúng ta về mặt tình cảm, luật pháp chưa cho, nhưng mà tình cảm chúng ta thấy là nếu họ không có một cảm xúc về vấn đề người khác giới, nhưng đời sống tình cảm của họ có thể có với những người đồng giới, thì về mặt tình cảm chúng ta có thể thầm lặng là chấp nhận. Nhưng nếu họ làm khổ một người cùng chung sống này thì họ xem như phạm giới tà dâm, và họ vi phạm luật pháp về vấn đề gọi là ngoại tình. Chúng ta có thể xem là như vậy. Riêng ý kiến của tôi như vậy. Thì nếu một người cùng chung sống trong vấn đề gọi là đồng giới thì cũng phải chung thủy như những đôi trai gái mà họ sống với nhau theo luật định và theo tình yêu của họ. Thì cái này riêng tôi, nếu không có sự ngoại tình hay là không có sự tình tay đôi tay ba, thì về mặt cơ bản chúng ta có thể chấp nhận như vậy. Vậy thì chúng ta thấy cái điều gì? Tại vì thật ra mà nói, trong cái giới đồng tính luyến ái nó rất là phức tạp. Một giới tính là nam hoặc là một giới tính là nữ mà đến với nhau, cái mức độ phức tạp của nó chỉ có 7.
Nhưng mà nếu gọi là đồng giới với nhau, khi có mối quan hệ phức tạp lên đến 10 thậm chí 20 à, cái này là tôi nói thật tình với các vị. Cái này mình không có sống trong giới của họ, mình không hiểu. Nhưng mà qua những vấn đề điều tra, như qua vấn đề thưa hỏi, qua vấn đề trao đổi, mình mới thấy cái tính phức tạp của nó. Mức độ ghen tuông của những người đồng giới còn độc ác và gớm ghiếc hơn là những người khác giới nữa. Các vị thấy như vậy. Vừa rồi chúng ta thấy có câu chuyện đáng tiếc là của một cái anh này mà quan hệ với người đồng giới, mà cái cậu thanh niên này thi đậu đại học và lên Sài Gòn đó, thì cậu kia mà đi theo để giữ cái người tình của mình. Nhưng mà khi anh này về Sài Gòn, anh này đi học bắt đầu mới có bạn bè, thì anh kia ghen, ghen thì mới đánh đập anh này rất là thậm tệ à. Và anh này do vấn đề đi học cho nên xã giao bạn bè rất là nhiều. Vì vậy cho nên là cái việc đó anh ta không có dừng lại được, thì anh kia ghen nhiều lần rồi làm khổ anh này. Mà anh này là đang là cậu sinh viên và đang học đại học, nhưng mà chịu không nổi. Cho nên cuối cùng anh ta mới lên mạng tìm một cái loại mà theo cái hóa chất đó, là cái loại nào độc nhất. Và anh ta mới mua về, anh ta mới trộn trong một cái ly cà phê hay là tô mì, tôi không nhớ, và cho cái người mà con trai đó ăn. Lần đầu tiên ăn không chết, mà chỉ là ói mửa thôi. Lần này anh ta cho một cái liều rất là cao vô cái viên thuốc con nhộng á à, rồi anh ta mới cho bạn tình của mình đã uống. Tại vì ông này ói thì nó đưa thuốc này, nó nói là thuốc này chống ói đó. Thì khi uống vào thì lần này cái chất độc quá mạnh đi, cho nên là anh này là tử vong sau đó. Thì tử vong trong nhà trọ, anh này mới lôi xác của cái anh này vô trong nhà tắm. Anh ta mới đi ra chợ mua dao, mua kéo gì để về không biết. Anh ta cắt đầu à, cắt tay, cắt tứ chi. Thì cái đầu liện cái vùng miền Tây, còn chi thì liện một nơi một cái, và cuối cùng cái phần tứ chi còn lại liện tuốt ngoài đường lên Đà Lạt à. Coi như là đi gom lại cái đầu và các cái chi của cái người này đó, là đi gom lại rất là vất vả ừ. Mà các vị biết đâu phải đơn giản mà phát hiện được đâu. Ở trong cái nhà trọ đó mà tới những người xung quanh bốc mùi mà người ta chịu không nổi đó, người ta mới nói với ông chủ nhà là tại sao nhà ông có cái mùi gì khó chịu quá. Thì ông này ông mới đi ra kiểm tra thì ôi thôi là cái cửa này đã khóa rồi. Và trước đây 4-5 ngày gì đó là anh này anh nói là anh đi Vũng Tàu đó, cho nên ông không có để ý. Mà bây giờ khi vô rồi đó thì xác đã phân quỷ thúi không thể tưởng tượng nè. Và người ta thấy rằng là cái xác này là xác không đầu, không tay, không chân gì cả. Cho nên ông này tá hỏa mới là báo với công an và mới điều tra, và cuối cùng mới bắt được anh ta. Như vậy ở đây các vị thấy rằng cái quan trái và cái hệ lụy của vấn đề gọi là ngoại tình hay là vấn đề ghen tuông đồng giới đâu phải là đơn giản đâu. Nó phức tạp và nó cũng tàn bạo lắm chứ. Và vì vậy nếu chúng ta sống mà trọn vẹn được thì chúng ta cứ bảo vệ nhau sống. Còn nếu mà chúng ta thấy không bảo vệ được thì bất cứ một hành động nào lệch lạc chúng ta cũng phạm tội tà dâm. Và quả báo của tội tà dâm là một quy luật, cho dù trên nguyên tắc có hay không như thế nào đó, còn nguyên tắc về chiều dài của cuộc đời là một quy luật, chứ không phải Đức Phật nói là người Phật tử. Anh không là Phật tử, anh là một người nào đó, một người tôn giáo khác, không tin gì cả. Tất cả chúng ta đều phải trả giá của quy luật này, chứ không phải Đức Phật nói điều đó cho người Phật tử. Phật tử phạm tà dâm mà còn người khác muốn làm gì làm, không có. Không có chuyện đó. Giới của lời Phật dạy nó không mang cái nghĩa giáo điều đó. Cho nên các vị thấy, vừa rồi Hà Nội đăng một cái bài báo rất là đau thương của một cái cặp đồng giới nữ cột chân nhau và thắt cổ tự tử trong một khách sạn. Như vậy thì cái điều này cái gì? Yêu nhau mà cảm thấy rằng gia đình ngăn đón mà không thể đến với nhau được, và cuối cùng muốn có nhau mãi mãi, cho nên nghĩ rằng nếu chết rồi thì qua thế giới bên kia hai người sẽ có nhau mãi mãi. Vì muốn có nhau mãi mãi cho nên thắt cổ tự tử chết. Chỉ vậy thôi. Cho nên khi phát hiện ra thì tại sao mà hai người này cột chung giò với nhau, chân với nhau cột chung lại và thắt cổ và treo lên cái song cửa sổ của khách sạn. Và khi điều tra ra được và những tin nhắn, những lời trò chuyện còn để lại, người ta mới hiểu được là cái nỗi lòng của hai người này à.
yêu nhau mà bị ngăn đón và không thể đến với nhau như một người con trai con gái bình thường được. Thậm chí bị xã hội lên án, bị người nhà chỉ trích, và thậm chí sống khổ đau vì nhiều áp lực, gia đình không có hạnh phúc. Tất cả mọi vấn đề đó xảy ra làm đau khổ, và hai người này phải kết liễu bằng cách đó để được sống với nhau mãi mãi. Như vậy thì quan trái về những vấn đề gọi là đồng tính này đâu phải đơn giản đâu. Một cái thế giới rất là phức tạp. Cái thế giới đó riêng về vấn đề lời Phật dạy á, tôi được biết rằng những cái thế giới đó về cái ái á, nó lại nặng hơn những người mà khác giới yêu nhau. Những người tâm lý thông thường như thế này, họ yêu nhau thì mức độ khác ái có người thế này thế khác. Có người nặng, có người nhẹ, có người nặng mức độ này, người nặng mức độ kia. Nhưng đa phần những người đồng tính đều nặng cả. Còn khác giới thì có khi nặng, có khi không. Mà đồng giới thì dường như là đôi nào cũng nặng. Và tôi có cái trao đổi với một cái cậu thanh niên đó. Tôi có hỏi thì nó nói rằng vì trong cái giới này nó hiếm lắm thầy. Nó nói là hiếm lắm, cho nên tìm được một người yêu rất là khó và cảm thấy trân quý về điều đó ghê gớm lắm. Rồi tôi nói là bình thường nhìn vậy rồi làm sao mà biết được là ai có cái máu giống mình. Nó nói là cái này trong nhà nghề thầy à. Nó nói là trong cái nhà nghề, tức là nó có cái đó, nó mới nhìn ra được những ánh mắt cử chỉ về những người như thế, còn những người khác không nhận ra. Đó, thì nó là như vậy. Vậy thì bây giờ những hệ lụy hậu quả của điều này chúng ta thấy rằng nó đáng báo động chưa? Như vậy thì đã đáng báo động thì vấn đề là ai mà làm khổ và ảnh hưởng đến nhiều người, người đó xem như phạm tà dâm. Như vậy hai người sống đồng tính mà thủy chung với nhau, tôi xem như là không phạm tà dâm. Điều này về luật không có đề cập, Đức Phật không đề cập, kinh điển không đề cập. Nhưng mà có thể do tập quán xã hội, do ăn uống, do mọi thứ tác động, rồi nó có những cái thay đổi lệch lạc trong máu huyết, trong cái gì đó, tư duy, trong gen, trong gì của con người, nó dẫn đến cái điều đó. Thì với cái nhãn quan của tôi thì cho là nếu thật sự họ không phải do tập quán, họ cũng không phải là làm chơi cho biết, họ cũng không có bất cứ một lý do nào, mà vì thật lòng là con người của họ, bẩm sinh họ như thế, thì tôi xem như là họ thật lòng yêu nhau, họ đến với nhau, họ sống với nhau, xem như là không tà dâm. Nhưng mà họ đến với một người thứ ba thì xem như họ tội tà dâm. Dù tôi không nói thì điều đó vẫn đem đến quan trái khổ đau, và dĩ nhiên có quả báo và hậu quả là chuyện đương nhiên. Tôi nói theo góc độ nguyên tắc, chứ tôi không nói theo góc độ của giáo điều. Vừa rồi cách nay khoảng 3 tuần, có một cô này khoảng 50 tuổi đến gặp tôi. Lúc đó tôi trên lớp, tôi dạy cho trường hạ, tôi mới xuống. Thì cô gặp tôi, cô mới nói là: thưa thầy, con có việc khổ đau, con muốn nhờ thầy chia sẻ. Mà tôi nói thật với các vị, mới dạy xuống mấy tiếng vậy đó, 2 tiếng như vậy mà dạy xuống mà nghe nói người chia sẻ là muốn xỉu rồi. Cho nên là tôi rất là sợ, nếu mà mời cổ vô ngồi đây là cổ kể một tràng giang đại hải đây rất là lâu. Cho nên tôi đứng ngay chỗ đó, tôi nói là có gì cô nói liền ngay bây giờ. Bởi vì nếu mà một người đứng nói gì vậy họ sẽ nói ít, mà nếu mời vô ngồi đàng hoàng họ sẽ nói nhiều. Mình biết vậy cho nên mà mình hạn chế, mình sợ mệt mà, cho nên đứng ngay đó nói. Mà tôi nói thiệt, tôi chưa xỉu mà nghe cổ kể chuyện cổ tôi xỉu. Cổ gần 50 tuổi, cổ nói: thưa thầy, con rất là đau khổ. Tôi hỏi cô đau khổ chuyện gì. Cô nói: con có chồng, con được 2 đứa con, nhưng bây giờ tự nhiên con yêu một người con gái 20 mấy tuổi. Và vì vậy cho nên là trong đời sống vợ chồng và mọi thứ nó đang lục đục, nó khó xử giữa người này người kia. Và thầy thấy nếu con đến như vậy con có tội không, thế 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 thế. Tôi nói thật sự khỏi cần đến cũng là tội rồi. Cô ở đây cô có một đầu óc rất là bệnh hoạn. Tôi nói thật với cổ luôn, nếu cô xưa nay từ nhỏ đến lớn mà cô chỉ có cảm xúc với người đồng giới, thì vấn đề cô tìm được một người để cô yêu như vậy, đó là việc hết sức riêng tư của cô. Tôi không can thiệp và xã hội không can thiệp, và cũng không ai xem đó là một cái gì gọi là đáng để báo động bệnh tật. Nhưng mà cái này, cô có chồng có con đàng hoàng,
Mà bây giờ cô đã có chồng có con, không phải là cô còn 19 đôi mươi, mà cô đã gần 50 tuổi rồi. Mà bây giờ cô lại phát sinh cái này, cô tự làm khổ cô tự làm quan trái, và cô tự chuốc hậu quả lấy chính mình là điều đương nhiên. Cô chưa đến đã là thấy hậu quả rồi, chứ cô đừng có nói gì hết. Cho nên tôi nói với cô một điều, tôi chỉ nhắn nhủ cô là, thầy nhắn nhủ cô một điều, nếu cô không muốn đem đến hậu quả và quan trái giữa cô, chồng, con cái và người bạn cô mới quen, thì cô phải kết thúc và chấm dứt ngay giờ phút này. Bởi vì cái này không phải là bẩm sinh của cô, mà cái này là do nghiệp cô sinh. Cô muốn tạo nghiệp, cô muốn gây quan trái, và cô muốn khổ đau, cho nên cô mới làm chuyện này. Cái chuyện mà khổ đau trước mắt, cái chuyện quan trái trước mắt mà cô không nhận ra được, thì còn cái việc gì mà cô có thể nhận ra được nữa. Cho nên tôi chỉ khuyên một điều là, nếu cô muốn quan trái và khổ đau, và muốn trả lời khổ đau đến mức nào, thì cô hãy bước vào đi. Còn nếu cô cảm thấy rằng lời thầy nói có ý nghĩa, và cô cảm thấy cô không muốn rơi vào quan trái khổ đau hận thù, hoặc là làm đau khổ cho những đứa con đang là, thì cô hãy bằng mọi cách dừng ngay những cái quan niệm ý tưởng lệch lạc và bệnh hoạn này. Tôi có thể xem cô như là một người bệnh hoạn. Cô bắt chước hay là cô chiều chuộng bản thân mình một cách thái quá như vậy, tôi mới nói như vậy. Và tôi nói là thầy rất mệt, không có thời gian trao đổi thêm. Không lẽ tôi nói là nghe câu chuyện cô là tôi muốn xỉu tại đây rồi. Tôi nói thật với các vị là như vậy. Cho nên khi mà tôi bước vào, tôi đóng cửa lại, lòng tôi nó hoang mang một cách kỳ lạ lắm. Tôi nói những chuyện đó mà có thể xảy ra được, vậy xã hội này chuyện gì không xảy ra được? Mà cái phức tạp và cái quan trái nó lồ lộ ở trước mắt mà người ta còn có thể dấn thân như vậy, thì trên cuộc đời này tội ác nào người ta trừ? Cho nên tự nhiên tôi cảm thấy tôi bị hoang mang trước một cái sự phát triển của xã hội phức tạp. Tôi cảm thấy cái gì đó tôi sợ hãi cho thế giới loài người đang là. Và như vậy nếu tình huống này mà không có đạo đức, không có luật pháp, không có gì ràng buộc đó, thì nó dấn mãi vào trong các việc này, thì tôi nghĩ xã hội loài người còn cái gì nữa? Và chúng ta còn cái gì để gọi là tin tưởng và hy vọng vào một ngày mai có sự cải thiện về xã hội này chứ? Và ai sống cũng chiều chuộng mình như vậy thì còn là con người gì nữa không? Nó lạ kỳ là như vậy đó. Cho nên cũng có một cái cặp đồng tình luyến ái đó đến gặp tôi mà cũng đau khổ mà khóc mà than nữa. Tôi không biết tôi bị cái nghiệp gì á. Cô các vị thấy điều đó sướng lắm à. Ai sướng đâu đóng vai trò tôi làm thử lần coi. Các vị biết cái chuyện mà nó ghê gớm nè. Cô này có chồng rồi, có một đứa con. Rồi cái người này bị cái bệnh đồng tình luyến ái như thế nào đó, nhưng mà không có chồng. Là cái cô này nhỏ tuổi hơn. Và hai người khi mà tâm sự đó, nó mới đồng cái gì á, tâm gì đầu à, tâm đầu ý hợp làm biết tôi loạn cái đầu rồi. Cảm thấy bị loạn là choáng rồi. Họ dám từ bỏ, tức là họ ly dị với chồng. Và khi họ ly dị với chồng rồi á, các vị biết là cái gì không? Khi họ ly dị với chồng, họ đến với cái người đó họ sống, thì cái người có chồng rồi đóng vai người con gái, và cái người chưa chồng đó đóng vai con trai. Và vì muốn đóng trọn vai con trai cho nên đi giải phẫu cái dòng mộ của mình nè, đi giải phẫu. Nhưng mà các vị biết rồi, thật sự khi họ đến nhau bằng cách lén lút, và tôi nói con của cô hiện giờ đâu, cô nói gửi cho bà ngoại nuôi nè. Và người chồng cô hiện giờ thế nào, cô nói người chồng đã có vợ rồi. Và vì vậy khi mà trao đổi, hai người thật sự khi được đến với nhau lại không hạnh phúc, không hợp nhau, mâu thuẫn, nghi ngờ, đủ thứ. Và bây giờ là nó lỡ chợ lỡ quê, không biết giải quyết cách nào. Và vì vậy xuống gặp tôi, nhờ tôi giải quyết giùm. Tôi nói thật sự với các vị, tôi cảm thấy tôi chóng mặt với cái chuyện này. Tự nhiên các vị gây quan trái đã rồi, các vị bắt tôi làm cái trọng tài vô trong đó. Trọng tài miễn phí.
Cho nên thật tình mà nói, ngồi nghe những cái điều đó, càng nghe tôi càng chán nản giữa cuộc đời. Và tôi cảm thấy rằng ngày xưa tôi không nghi ngờ nhiều về xã hội, nghi ngờ nhiều về con người, nhưng mà nghe riết tự nhiên bây giờ buộc lòng tôi phải nghi ngờ. Bây giờ ai đến với tôi cũng ngờ hết đó, không biết đến với lý do gì đây. Các vị thấy như vậy. Cho nên những chuyện này nếu xảy ra như thế thì xem như là phạm tà dâm, bởi vì nó để lại một hậu quả lớn lao. Nó tạo ra một cái ân oán nguy hiểm cho con người này và con người khác. Cái gì để lại hậu quả ân oán gây nguy hiểm cho người này và người khác, cái đó đều gọi là tà dâm. Như vậy trên căn bản, khi chúng ta đủ tuổi trưởng thành, chúng ta chịu trách nhiệm trước hành vi, chúng ta đủ hiểu biết và đủ tính pháp lý, chúng ta chịu trách nhiệm trước hành vi, thì cái mức độ hạn chế mọi thứ nó đỡ hơn. Nhưng mà tôi xin lưu ý với các vị, quan hệ trước hôn nhân là một điều đang phổ biến mà người ta gọi là sống thử. Trong luật Phật vẫn cho đó là tà dâm. Hiếp dâm là cái chuyện đó tội nặng rồi, bỏ qua một bên đi. Nhưng mà vấn đề quan hệ, tức là người đã đủ tuổi chịu trách nhiệm trước hành vi, tức là người ta trên 18 tuổi, người ta đến với nhau. Sự thật ra cái việc đó việc riêng của mọi người, nhưng mà tôi thấy rằng cái giá phải trả cho những hành động sống thử này vô cùng lớn. Và dường như là 95-99% là thiệt thòi nằm về phía nữ. Vì vậy cho nên người con trai, người con gái đều bình đẳng trước quan hệ về tình ái. Nhưng mà nếu không có tính ràng buộc thì cái hậu quả để lại, chúng ta là người chịu thua thiệt và chúng ta di hại sau này. Và di hại với cái gì? Di hại mất niềm tin từ những người chồng về tương lai, di hại mất tự tin của chúng ta khi chúng ta đến với một người thứ hai để kết hôn. Nếu chúng ta có sống thử mà chúng ta cưới nhau luôn thì điều đó không còn gì để nói. Nhưng mà nếu chúng ta sống thử mà chúng ta không cưới nhau luôn, hoặc là đa phần những con trai lợi dụng cách sống thử chứ không có ý chung tình, vì vậy của cho không biếu không. Cho nên những người này nghĩ rằng đâu có mất mát gì đâu, giả vờ yêu đương, giả vờ tìm hiểu, giả vờ nói sau này để cưới nhau. Tất cả những lời đó là những lời xạo để có thể chiếm được cái người mà mình muốn. Thì chính vì chỗ đó để lại cái hậu quả không nhỏ. Có những khi chúng ta mất bản thân, chúng ta không còn trong trắng với những người chúng ta đến sau này, mất đi niềm tin của những gia đình bên phía bên chồng, cái đó chưa nói. Nhưng có những trường hợp để lại hậu quả, chúng ta chưa chồng mà có con, chúng ta chẳng những một đứa mà hai đứa, hay là nhiều thứ khác, thì đây là một cái hậu quả đáng tiếc cho vấn đề đó xảy ra. Vậy thì việc này quyền lợi của mình, tự biết bảo vệ mình cách này cách khác, và tự cho phép mình trong mọi cái hoàn cảnh nào mình cân nhắc, mình khôn ngoan, đó là việc cá nhân mọi người. Luật pháp dường như không có can thiệp điều này. Thật ra mà nói, chúng ta ngoại tình bây giờ vẫn vi phạm luật pháp. Chúng ta quan hệ trước hôn nhân thì cái việc đó nó không rõ ràng lắm, nhưng mà chúng ta vẫn cảm thấy rằng quan hệ trước hôn nhân cũng là điều không tốt. Nhưng mà mỗi người phải tự biết khôn ngoan và chọn lựa lấy. Còn vấn đề lời Phật dạy là vì hậu quả của tất cả mọi hành động đó mà Đức Phật ngăn cấm, để bảo vệ danh dự tiết hạnh của một người phụ nữ, hay là bảo vệ niềm tin của nhau sau này khi kết hôn. Tất cả mọi thứ đó là cá nhân của mọi người tự khôn ngoan và tự chọn lựa lấy. Xin thưa các vị, một điều đáng tiếc mà khi đọc báo vừa rồi tôi thấy tại Hàn Quốc, những người làm cái nghề kỹ nữ không phải là những người con gái 19 đôi mươi, mà ở đây đa phần là những người từ 6 đến 70, 70 mấy tuổi làm nghề kỹ nữ tại Hàn Quốc. Đây là một cái điều mà chúng ta thấy rất là lạ. Và khi điều đó xảy ra thì người ta đến phỏng vấn, mấy người này nói rằng: xin thưa với các vị, tôi không cần danh dự, tôi không cần ai quý trọng, tôi đói, tôi cần chén cơm và manh áo. Người ta chỉ trả lời vậy thôi. Như vậy điều gì để dẫn đến cái này? Gia đình người ta có con, nhưng mà khi nuôi con ăn học đến nơi đến chốn rồi, người ta đến tuổi xế chiều, con cái không nuôi, không quan tâm đến người thân, không quan tâm đến cha mẹ, không quan tâm đến người có tuổi tác, thậm chí hất hủi. Người này già rồi làm sao có công ăn việc làm, đi kiếm ở đâu ra?
mà đâu còn thời xuân sắc như thời xưa để lấy tấm chồng. Cuối cùng buộc lòng phải ra, bán thân ở độ tuổi từ 60 mấy, 70 mấy. Đọc bài báo này mà đau lòng về mặt đạo đức. Như vậy ở đây chúng ta thấy cái điều gì? Đạo đức xã hội đã suy đồi đến độ như vậy. Người ta chỉ còn biết chiều chuộng cho bản thân mình. Ngày nào cha mẹ còn nuôi được mình thì xem như là người thân. Ngày nào không còn nuôi được cho mình nữa, đuổi ra ngoài đường, xem như ghẻ lạnh. Tất cả những cái đó, con người chúng ta vậy sao? Vậy con người chúng ta chỉ biết chiều chuộng vào những cảm xúc, những đam mê và những cái gì cho chính mình mà thôi. Đạo lý ở đâu? Tình người ở đâu? Luân lý ở đâu? Không còn. Và vì vậy, những người này không ra làm nghề bán thân, lấy gì nuôi? Cho nên ở Hàn Quốc nó đang đau đầu về chuyện này. Cảnh sát bắt riết rồi cũng vậy thôi, cuối cùng rồi cũng thôi kệ, làm gì làm. Bởi vì những người này có tuổi hết rồi, biết làm gì giờ? Giam nhốt, học tập cái gì nữa giờ? Cuối cùng rồi coi như là bắt riết cũng mệt mỏi, cũng làm ngơ. Xem như là một vấn nạn mà người Hàn Quốc đang phải đối đầu. Giới trẻ không biết kính trọng ông bà, cha mẹ, tổ tiên. Cho nên chính cái đó tôi đọc một bài báo cách nay vài năm. Tôi thấy cái tựa bài báo là Hàn Quốc xem như là những cái bầy súc vật sống hỗn độn á. Tôi nghe tôi rất là ngạc nhiên. Nhưng mà khi đọc vào mình mới thấy rằng tại sao có bài báo đó, và chính người Hàn Quốc viết bài báo đó, và Việt Nam mình là người dịch lại. Ghê gớm như vậy. Và chúng ta cảm thấy gì? Nếu hành động đó nó cũng là đáng báo động. Về mặt đạo đức, về mặt Phật giáo mà nhìn, xem như hành động là như tà dâm đó. Nhưng mà thật ra mà nói, những người này trong cái đời sống bản thân của họ còn gì nữa? Họ cũng không có một quan niệm gì cả. Họ chỉ vì chén cơm manh áo ở phía trước. Nhưng mà hậu quả về cái việc những hành động đó để lại bệnh tật, để lại sự chà đạp của cái gì đó, để lại thương tật cho cơ thể, tất cả mọi thứ, cái nhìn khách quan, cái này quan trọng vô cùng. Vì vậy trở lại vấn đề, như một cái phần kết của tôi trao đổi trong việc này, lời Phật dạy, đạo đức xã hội, luật pháp quy định về vấn đề hôn nhân, tình dục, mọi thứ, đây là điều để bảo vệ cho cái đời sống bình đẳng của mỗi con người, tránh đi những cái hậu quả đáng tiếc do những cái vấn đề tình dục bừa bãi gây ra. Mà đang báo động nhất là giới trẻ hiện nay 10 đến 12 tuổi là đang rơi vào trong chuyện quan hệ tình dục sớm, là đang báo động ở các học đường và ở các nơi như thế. Vì vậy cho nên ta là cha là mẹ, việc đó đối với con cái chúng ta phân tích rất kỹ. Các vị có thể coi thêm cái bài giảng tôi giảng là phá thai và nghiệp lực. Tôi có nói vấn đề này, hãy trang bị cho con mình một kiến thức. Hành động quan hệ tình dục đó đối với một con người ở bên ngoài không khó. Con hôm nay con còn nhỏ, con chưa đủ cái khả năng để chịu trách nhiệm trước hành động, và con chưa đủ lớn để con có thể mà hiểu thấu mọi vấn đề. Việc đó mai này con trưởng thành, con có gia đình, tất cả mọi thứ nó phải đến với con là chuyện đương nhiên. Nhưng mà người lớn phải phân tích kỹ càng và phải giúp cho con có cái hiểu biết về mặt giới tính, cảm xúc của bản thân, biết cách kiềm chế bản thân và biết cách hướng con đi một cái con đường nào đó tốt đẹp để đừng rơi vào những hậu quả đáng tiếc. Học Phật pháp là những cái như vậy, để giúp con mình có đời sống nâng cao về đạo đức, đầu óc con mình được trang bị những kiến thức tốt. Và chính vì điều đó nó biết kiềm chế về bản thân của nó tốt hơn, tránh đi những cái sai lầm đáng tiếc mà ảnh hưởng cả cuộc đời còn lại của nó. Nó còn nhỏ mà, nó chỉ sống bằng cảm xúc quán tính thôi. Nó làm gì có thể nó lý giải được các vấn đề như người lớn của chúng ta. Người lớn đây nè, lý giải còn chịu đời không nổi nè, đừng nói mấy đứa nhỏ. Cho nên ở đây chúng ta biết rằng có những vấn đề cần phải có luật pháp can thiệp, có những vấn đề cần phải đạo đức Phật giáo can thiệp. Thì chính vì đó, để giữ gìn được viền mối trật tự của một xã hội. Và vì vậy lời Phật dạy về vấn đề giới tà dâm là cái cần được người Phật tử ý thức được điều đó, dạy các thế hệ tương lai ý thức về điều đó, đem đến xã hội ý thức về điều đó, để hạn chế tối đa những hậu quả phát tác từ những cái hành động sai lầm này. Đức Phật không cấm tình dục, không lên án tình dục, nhưng đừng dẫm đạp lên luân thường đạo lý. Đừng để chúng ta mất đi nhân cách của một con người, và đừng để làm đau thương cho một gia đình và một tập thể nào đó. Đây là chúng ta nên nhớ. Vì vậy cái giới thứ ba là một trong những giới cần thiết và ý thức, đang là một hồi chuông cảnh tỉnh ngay giờ phút này. Các vị đừng nghĩ đạo Phật là giáo điều. Đức Phật không dạy gì là giáo điều cả.
chúng ta có học Phật hay không, hậu quả của những hành động này nó nhan nhản từng ngày như thế. Như vậy đây, vấn đề này đâu phải giáo điều, mà vấn đề Đức Phật muốn cho một xã hội được tốt đẹp, cái giá trị phẩm chất của mỗi con người được đề cao và trật tự xã hội loài người được duy trì. Đây là một trong những vấn đề vô cùng quan trọng. Cho nên trong cái bài Nguyên tắc đạo đức thứ 3, tôi muốn chia sẻ với các vị một cách khái quát, đa dạng các tình huống để người cư sĩ Phật tử chúng ta cảm thấy rằng Đức Phật hoàn toàn là người có trí, đưa ra những điều luật cho chúng ta sống để được hạnh phúc tốt đẹp hơn. Và nhằm bảo vệ hạnh phúc của mỗi gia đình mà Đức Phật khuyên người cư sĩ Phật tử tại gia nên giữ giới tà dâm. Vậy thôi, tôi chia sẻ với các vị một cách tóm tắt và gọn gàng như vậy. A Di Đà Phật. Chúng ta dừng cái buổi giảng tại đây. Lời cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn các vị đã dành thời giờ quý báu chú ý lắng nghe buổi giảng hôm nay. A Di Đà Phật. Nguyện